Chuyện cảm động về gia đình Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Thưa quý vị và các bạn, là thư ký của Thủ tướng Phạm Văn Đồng từ năm 19 tuổi đến khi ông qua đời vào năm 2000. Nhà thơ Việt Phương đã có 53 năm làm thư ký. Trong 53 năm ấy, có nhiều câu chuyện về Thủ tướng mà nhà thơ Việt Phương luôn nguyện mang theo suốt cuộc đời. Vậy những câu chuyện đó là gì? Mời quý vị và các bạn theo dõi video ngay sau đây của Chân Dung Lịch Sử. Câu chuyện tình yêu của Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Mỗi khi nhắc về Thủ tướng Phạm Văn Đồng, nhà thơ Việt Phương vẫn luôn nói với tất cả sự trìu mến và trân trọng. Thủ tướng Phạm Văn Đồng không bao giờ làm thơ, nhưng ông đã sống một cuộc đời rất thơ. Nhà thơ Việt Phương tâm sự, được gặp gỡ và trở thành thư ký của Thủ tướng Phạm Văn Đồng vừa là một vinh dự, vừa là một may mắn lớn trong cuộc đời ông. Tôi gặp Thủ tướng Phạm Văn Đồng lần đầu vào năm 1947. Khi đó tôi 19 tuổi, còn đồng chí Phạm Văn Đồng lúc ấy là đặc phái viên của chính phủ tại miền Nam Trung Bộ. Năm đó tôi được đơn vị cử đi dự Đại hội Thanh niên Cứu Quốc ở Nam Trung Bộ mà gặp đồng chí Phạm Văn Đồng ở đấy. Từ thời trẻ, nhà thơ Việt Phương đã có thói quen không bao giờ chuẩn bị bài phát biểu trước ở nhà mà toàn phát biểu vo. Nên trong hội nghị đó, khi biết thói quen của ông, đồng chí Phạm Văn Đồng rất ngạc nhiên và kiểm tra khả năng diễn thuyết của ông. Đồng chí Phạm Văn Đồng đã đề nghị nhà thơ Việt Phương về làm thư ký riêng cho mình từ năm 1947. Kể từ đó cho đến ngày Thủ tướng Phạm Văn Đồng qua đời vào năm 2000, dù ở trên cương vị nào, từ Phó Thủ tướng đến Thủ tướng và sau này là Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thủ tướng Phạm Văn Đồng luôn tin tưởng giao cho nhà thơ Việt Phương vai trò của một người thư ký giúp việc đắc lực cho mình. Nhà thơ Việt Phương kể: những ngày đầu về làm thư ký cho Thủ tướng Phạm Văn Đồng, tôi được ông Phạm Văn Đồng đưa cho những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng thế giới viết bằng tiếng Pháp. Ông Phạm Văn Đồng yêu cầu tôi đọc rồi thuật lại nội dung câu chuyện cho ông nghe. Ông cũng yêu cầu tôi đi diễn thuyết ở nhiều nơi. Làm như thế cốt là để kiểm tra khả năng truyền đạt và xử lý thông tin của tôi. Cả cuộc đời làm thư ký cho Thủ tướng Phạm Văn Đồng, nhà thơ Việt Phương đã đúc kết 7 điều về người lãnh đạo đáng kính của mình. Một trong 7 điều mà nhà thơ Việt Phương đã đúc kết được về cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng chính là sự trách nhiệm và tình cảm yêu thương tuyệt đối mà Thủ tướng Phạm Văn Đồng dành cho vợ con mình. Phu nhân của Thủ tướng Phạm Văn Đồng là bà Phạm Thị Cúc, một người con gái Hà Nội. Ngày đó, gia đình bà Phạm Thị Cúc có một quán bán hàng. Bố mẹ bà là những người yêu nước nên gia đình bà trở thành cơ sở cách mạng, từng giúp đỡ, cưu mang nhiều nhà cách mạng lớn của ta thời kỳ đó. Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng từng nhiều lần ghé qua gia đình bà Phạm Thị Cúc. Trên những lần gặp gỡ này đã khiến tình cảm giữa hai ông bà nảy nở. Khi mới nên nghĩa vợ chồng, Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng hứa với vợ, dù có đi làm cách mạng ở đâu, ông cũng nhất định đưa bà đi cùng. Nhưng sau này vì điều kiện công việc, vì nhiệm vụ cách mạng, ông đã không giữ được lời hứa của mình với người vợ hiền. Quãng thời gian ông được chính phủ biệt phái vào Nam, thương hoàn cảnh vợ chồng ông xa nhau, Bác Hồ đã cho phép bà Phạm Thị Cúc vào Nam với chồng. Vì nhớ chồng mà khi đó, bà đã đi bộ vượt Trường Sơn trong 5 tháng ròng rã để vào Nam gặp chồng. Vào đến nơi thì cũng là lúc ông được lệnh ra ngoài Bắc. Bà lại vượt Trường Sơn ra Bắc. Suy sụp sức khỏe sau những hành trình dài vất vả như thế, lại thường nhớ chồng ngày đêm, bà sinh ra bệnh nửa quên nửa nhớ. Sau một thời gian phát bệnh, bà rơi vào trạng thái trầm kha, khiến căn bệnh của bà càng khó lòng cứu chữa. Mặc dù Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã đưa bà đi chữa bệnh ở cả Trung Quốc, Liên Xô, nhưng bệnh tình của bà vẫn không hề thuyên giảm. Khi đó, một số chuyên gia y khoa đầu ngành của nước bạn khi nghe về bệnh tình của bà đã chẩn đoán nguồn cơn căn bệnh của bà là do xa vắng chồng lâu ngày. Họ khuyên đưa bà về Việt Nam để có điều kiện gần gũi với chồng hơn, với hy vọng nhờ thế bệnh tình sẽ thuyên giảm. Nghe theo lời khuyên của bác sĩ, Thủ tướng Phạm Văn Đồng dù có bận rộn việc nước vẫn dành nhiều thời gian ở bên vợ, chăm sóc, động viên, gần gũi bà. Bà Phạm Thị Cúc phát bệnh khi còn rất trẻ, khiến những năm tháng sau này, Thủ tướng Phạm Văn Đồng rất vất vả để chăm sóc gia đình của mình. Nhưng ông vẫn hết mực yêu thương vợ con. Năm 1951,
con trai ông bà ra đời khi bệnh tình của bà bắt đầu có xu hướng nặng lên. Ông đặt tên con là Phạm Xuân Dương và đưa con vào phủ chủ tịch sống, còn bà thì sống ở căn biệt thự trên phố Khúc Hạo. Ngày đó, một tuần vài lần, ông đều đưa con trai đến căn biệt thự trên phố Khúc Hạo thăm bà. Nhà thơ Việt Phương khi đó cũng sống tại căn biệt thự này, nói rằng lần nào đến thăm vợ, Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng nói chuyện với vợ rất dịu dàng. Ông thường ngồi bên giường bệnh của bà, khi thì nắm tay bà thật âu yếm, khi thì ngồi chải lại mái tóc cho bà. Thủ tướng Phạm Văn Đồng là một người hết mực yêu thương vợ. Nhiều người khuyên ông nên lấy vợ khác, nhưng ông một mực chối từ. Ông yêu bà và muốn trọn vẹn tình nghĩa với bà, nên đã quyết định ở bên bà và chăm sóc bà, dẫu cuộc sống riêng của ông vì thế mà chịu nhiều thiệt thòi. Lúc nào ông cũng dặn con trai mình phải thường xuyên quan tâm và yêu thương mẹ. Những ngày bận bịu công việc không qua Khúc Hạo được, Thủ tướng Phạm Văn Đồng thường dặn con trai Phạm Xuân Dương qua trò chuyện với mẹ. Mỗi lần như thế, ông đều gửi tặng bà những món quà nho nhỏ, cốt để cho bà vui. Nhắc về bà Phạm Thị Cúc, nhà thơ Việt Phương kể, tuy bị bệnh tật như thế, nhưng bà vẫn là một người phụ nữ rất dịu dàng và đặc biệt là yêu trẻ nhỏ. Khoảng thời gian sống một căn biệt thự ở Khúc Hạo, các con trai của nhà thơ Việt Phương rất quyến quýt với bà và đặc biệt được bà yêu mến. Chiều chiều, bà thường ngồi trên cái ghế tựa ngoài vườn, ngắm hai người con trai của nhà thơ Việt Phương chạy nhảy, nô đùa trong sân và mỉm cười dịu dàng. Số phận đã không ưu ái bà khi bắt bà phải chịu cảnh bệnh tật từ khi còn quá trẻ, chẳng có cơ hội an hưởng hạnh phúc bên chồng con. Dẫu vậy, bà vẫn may mắn có được sự yêu thương và chăm sóc hết mực của chồng. Những năm cuối đời, Thủ tướng Phạm Văn Đồng có một nguyện vọng. Ông mong người vợ hiền của ông đi trước ông để ông được lo cho bà một cách tươm tất, trọn vẹn, chu đáo, để ông được yên tâm, thanh thản, bởi cả đời mình, lúc nào ông cũng nghĩ ông nợ bà. Nhưng ông đã bỏ bà ra đi và phải gửi gắm bà lại cho người con trai Phạm Xuân Dương chăm sóc. Dạy con sống giản dị, khiêm tốn. Thủ tướng Phạm Văn Đồng có một người con trai duy nhất là Thiếu tướng Phạm Xuân Dương. Đó là kết quả của tình yêu giữa ông và bà Phạm Thị Cúc. Con trai ông bà ra đời đã sớm chịu nhiều thiệt thòi khi không có được sự chăm sóc đầy đủ của mẹ. Vì bận bịu công việc của đất nước, nên khi đó, Thủ tướng Phạm Văn Đồng phải nhờ thầy giáo Vũ Linh, em vợ của nhà thơ Việt Phương, vào sống cùng tại phủ chủ tịch để vừa lo việc dạy dỗ, bảo ban, vừa lo việc học cho Phạm Xuân Dương. Tuy công việc bận bịu, nhưng Thủ tướng Phạm Văn Đồng vẫn cố gắng dành thời gian cho con trai và những bữa ăn. Nhà thơ Việt Phương kể, Thủ tướng Phạm Văn Đồng tuy yêu thương con trai, nhưng cũng rất nghiêm khắc với con. Khi Phạm Xuân Dương học tiểu học, có lần vì mâu thuẫn, Phạm Xuân Dương đã đánh nhau với một cậu bạn học là con của một người sửa xe ở đầu phố. Cậu bạn học đó cao to hơn Phạm Xuân Dương, nên kết quả là Phạm Xuân Dương bị đánh đau đớn, khắp người xây xước. Khi con trai đi học về, nghe con trai kể lại sự tình, Thủ tướng Phạm Văn Đồng liền cho người đến chuyển lời xin lỗi của ông tới gia đình người thợ sửa xe đó. Người thợ sửa xe đã vô cùng sững sờ và cảm động khi biết con trai mình đánh nhau với con trai của Thủ tướng mà lại nhận được lời xin lỗi từ Thủ tướng. Hôm đó, người thợ sửa xe cảm động nói: "Con trai tôi to con hơn, nó có bị sao đâu. Chỉ có con trai của Thủ tướng là bị đau. Tôi không ngờ Thủ tướng lại xin lỗi chúng tôi như thế." Tuy là con trai của Thủ tướng, nhưng Phạm Xuân Dương sớm được cha mình dạy cho tính khiêm tốn. Nhà thơ Việt Phương chia sẻ: "Lúc sinh thời, Thủ tướng Phạm Văn Đồng là người ăn uống rất giản dị, nên con trai ông cũng quen với nếp sinh hoạt giản dị như thế từ bé. Tôi còn nhớ hồi đó, nhà bếp thường nấu gạo ngon cho Thủ tướng Phạm Văn Đồng ăn vì ưu tiên ông bị bệnh dạ dày. Phạm Xuân Dương ăn cùng cha nên đương nhiên được hưởng chế độ đó. Nhưng Dương lại không hề thích ăn loại gạo ngon này. Cứ mỗi lần đến bữa ăn, Phạm Xuân Dương lại mang bát cơm của mình ra đổi lấy nắm cơm của mấy anh lính bảo vệ. Cơm của lính thì nấu bằng gạo thường, ăn không ngon, nhưng Phạm Xuân Dương lại ăn rất ngon lành." Là con trai của Thủ tướng đương nhiệm khi đó, nên khi bước vào tuổi trưởng thành, Phạm Xuân Dương nhận được không ít lời đề nghị cấp học bổng của các nước bạn. Nhưng Thủ tướng Phạm Văn Đồng từ chối tất cả những lời đề nghị đó. Ông không muốn con trai mình hưởng đặc quyền đặc lợi, mà yêu cầu con trai mình phải tự rèn luyện bản thân. Vì thế, thay vì cho con đi học nước ngoài, ông quyết định cho con vào quân đội. Quãng thời gian đi học,
Phạm Sơn Dương được đối xử như một học sinh bình thường, chứ không phải là con trai của Thủ tướng. Vì công việc bận rộn, nên khi đó, Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng rất ít khi có thời gian lên thăm con. Ông thường nhờ cấp dưới lên thăm và động viên con trai học hành. Khi có thời gian rảnh rỗi hay khi tiện việc đi công tác, ông qua thăm con trai ở trường. Nhưng lần viếng thăm nào của ông cũng rất kín đáo, không hề rình rang, nên hiếm ai biết có thủ tướng ghé qua. Hiểu tính cách của cha mình, nên sau này Phạm Sơn Dương cũng sống rất khiêm tốn. Đi sơ tán hay đi làm việc, không bao giờ Phạm Sơn Dương nói mình là con của thủ tướng để tránh nhận được sự quan tâm đặc biệt từ mọi người. Trước khi qua đời, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã dặn dò con trai duy nhất của mình. Bà không có tài sản gì để lại cho con. Bà chỉ để lại một sự nghiệp để tiếp tục. Bà yêu cầu con chăm sóc má con, chăm lo dạy bảo các con của con mạnh khỏe, ngoan ngoãn, học giỏi, trở thành người có ích cho xã hội, cho đất nước, xứng đáng là người sĩ quan của quân đội ta. Mối thân tình giữa Thủ tướng và người thư ký 53 năm. Nhà thơ Việt Phương làm thư ký cho Thủ tướng Phạm Văn Đồng suốt 53 năm. Vì thế, tình cảm giữa Việt Phương và Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng vô cùng sâu đậm. Vợ của ông, bà Tú Lan, được Thủ tướng Phạm Văn Đồng nhận làm em gái nuôi. Các con của ông cũng được Thủ tướng Phạm Văn Đồng hết sức yêu quý. Nhà thơ Việt Phương kể, khi các con ông còn bé, Thủ tướng Phạm Văn Đồng thường chơi với các con ông khi có thời gian rảnh. Thủ tướng sống trong phủ chủ tịch cùng với Chủ tịch Hồ Chí Minh và ăn cơm cùng với người. Không ít bữa cơm, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đưa con của nhà thơ Việt Phương đi dùng cơm cùng với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là một kỷ niệm đẹp và vô cùng đáng quý với gia đình của nhà thơ Việt Phương. Bởi với nhà thơ, việc các con ông được ăn cơm cùng với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Phạm Văn Đồng là một vinh dự lớn cho cả gia đình nhà thơ nói chung và các con của ông nói riêng. Đôi lúc vì áp lực công việc, vì cấp dưới làm việc chưa đúng ý, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng có thể nổi cáu. Và người duy nhất có thể làm ông nguôi cơn giận ngay lập tức mà không vì bất cứ lý do gì, chính là nhà thơ Việt Phương. Nhà thơ Việt Phương kể, mỗi khi Thủ tướng Phạm Văn Đồng cáu, anh em lại gọi tôi đến. Mỗi khi nhìn thấy tôi là Thủ tướng lập tức nguôi cáu giận. Có lần tôi tháp tùng Thủ tướng đi tham quan Vịnh Hạ Long. Hôm đó, Thủ tướng ngỏ ý muốn đi tàu dạo quanh Vịnh. Biết tin ấy, nên hai tàu hải quân đã được lệnh tháp tùng Thủ tướng. Một tàu đi trước, một tàu đi sau, vừa làm nhiệm vụ dẫn đường, vừa đảm bảo an toàn cho Thủ tướng. Thấy tàu hải quân đi ngay trước tàu mình một đoạn, biết là tàu đi bảo vệ mình, Thủ tướng rất giận với các cán bộ ở Quảng Ninh, vì Thủ tướng cho rằng Quảng Ninh đã bày vẽ tốn kém, phí tiền của nhà nước mà chưa được có sự đồng ý của Thủ tướng. Khi đó tôi ở trên tầng, nghe thấy tiếng của Thủ tướng, biết là ông giận nên liền chạy xuống. Nhìn thấy tôi, Thủ tướng đã bớt giận đi đôi phần. Đến khi tôi giải thích việc bảo vệ Thủ tướng là chính sách của Đảng và là nhiệm vụ của các địa phương, thì ông hoàn toàn nguôi giận và tiếp tục buổi tham quan. Nhà thơ Việt Phương kể, 53 năm làm thư ký cho Thủ tướng Phạm Văn Đồng, cả tôi và Thủ tướng đều mặc định với nhau một điều. Có thể trong thâm tâm, chúng tôi rất hiểu nhau và đánh giá cao những việc mà người kia làm. Nhưng Thủ tướng Phạm Văn Đồng không bao giờ khen. Phương làm việc này tốt, Phương làm việc kia hay. Tôi cũng không bao giờ nịnh Thủ tướng theo kiểu việc này anh giải quyết thật hợp tình hợp lý hay bài diễn văn hôm nay của anh thật là hay. Chúng tôi đều là những người không thích nói ra những lời khen ngợi. Qua câu chuyện trên, các bạn cảm nhận ra sao về Thủ tướng Phạm Văn Đồng? Hãy để lại ý kiến xuống phần bình luận của video và đừng quên đăng ký kênh để tiếp tục đón xem những số phát sóng tiếp theo của Chân Dung Lịch Sử. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.